Hello mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ cùng bạn Minh đến khu du lịch cây cầu kính để trải nghiệm. Mọi người cũng cùng mình nhé, trải nghiệm nhé. Hi, chào mọi người. Hôm nay thì mình cùng Khánh sẽ đến trải nghiệm cái cầu kính tình yêu, cái cầu kính 5D đầu tiên tại Việt Nam. Ok, thì còn một đoạn nữa thôi là bọn mình đã đến cái cây cầu kính rồi. Bây giờ bọn mình sẽ quay ở bên trên để cho mọi người xem trước phía bên trên cây cầu kính có gì nhé. Ok, là khung cảnh của phía bên trên ở cây cầu kính nhé bạn nhé. Thì nhìn qua cũng có thể thấy là kia là cây cầu kính của chúng ta kìa. Và kia là hoa anh đào phải không? Tôi nghĩ là hoa dại. Thôi, hoa dại. Có một số bãi cỏ ở trên kia. Thấy không? Mọi người thấy chứ? Ở trên kia có một bãi rác. Có lẽ là do bên phụ cần của cây cầu kính người ta chưa giải quyết xong. Tôi nghĩ là một hai ngày nữa họ sẽ giải quyết xong cái vấn đề bãi rác này. Ok, như mọi người đã thấy thì hiện tại tôi đang ở khu du lịch Thác Giải Yếm, thì đằng sau tôi là thanh niên Minh đang tự sướng. Và đây là khu vực bãi đậu đỗ xe, thì ở dưới thì họ đang làm các một số các khai trương nên chúng tôi không thể mang xe được xuống, và bây giờ chúng tôi phải đi bộ xuống từ trên này đi xuống này. Ok, mọi người đã thấy thì bây giờ chúng tôi đã xuống đến khu du lịch Thác Giải Yếm. Bây giờ chúng tôi sẽ vào mua vé để vào tham quan nhé. Đây, mời anh. À, chị ơi, vé tham quan này là có vé như thế nào? Ừ, vé này là mình tham quan trong ngày nhé. Vé vào trước giải yếm, vé cầu kính thì là có thể trong ngày. Vé cầu kính thì giá là bao nhiêu? Cái này đã lên 53. Vé thay đổi liên tục vậy ạ? Vé cũng thay đổi liên tục, giá vé niêm yết bên mình có giá vé thay đổi thì sẽ có thông báo ở đây này. Ok, thì ở đây thì giá vé được niêm yết là vé vào cửa là 50.000 một người, người cao tuổi thì giảm giá 10%, toàn người toàn 2 người. Miễn phí nhé. À, trẻ em dưới 1m2 thì được miễn vé. Ok, bây giờ mình sẽ vào nhé. Có lẽ là vì do thời gian làm việc quá gấp rút, và hôm nay là để hoàn thành dịp lễ 30/4, 1/5, cho nên là bên ta chưa gọi là không tốt cho lắm. Nhưng này thì cỏ cây vẫn chưa có sức sống, để chơi từ đâu rồi. Và vẫn còn nhiều cái vùng đất nó chưa được phủ kín bởi cỏ, nhìn khá là coi như là một điểm trừ cho khu du lịch này đi. Còn như bên này thấy là khu một dòng suối này. Bà có đùi con bò rồi. Sai lầm. Hôm nay là ngày khai trương, tuy nhiên là cũng khá là ít khách du lịch đến đây tham quan. Không biết tại sao. Ở bên kia là đạp vịt, đúng không? Bên kia là đạp vịt và chèo thuyền, thuyền người. Thì kiểu mấy trò chơi mạo hiểm vượt thác các thứ ở bên Ok, đây là cái thác Giải Yếm mọi người. Ở đây thì có những hòn đá đây người ta xếp để thành bậc thang để kia là đường kia là đường lên cầu đúng không nhỉ? Đúng không? Ở bên này thì bên có này. Đây là đường đi lên thác, đi thẳng đường này đi lên trên thác. Còn đây là một khu selfie. Selfie dành cho các bạn nữ. Và là cái cặp đôi. Ở đây thì có biển đường vào thác nước 200m. Được thiết kế
khá là độc đáo đấy. Ok thì xung quanh khu vực trang trí đây thì trang trí theo dạng khá là đơn sơ, thùng rác nhé. Thùng rác thì được tạo bởi các bà tiên với chị lên thì cột gỗ được một các khúc gỗ được đục và ép từ bọc. Xung quanh thì được trang trí bởi những chiếc xe đạp sơn màu trắng. Cầu kính tình nghĩa đến tình yêu, cầu kính cổng mặt trời chợ Tây Bắc. Còn đây là đường leo núi ở phía bên tay trái đi vào. Ở kia thì có một vài tấm áp phích logo các giải diễn. Ok thì bây giờ chúng tôi sẽ lên đây trước, lên đền tình yêu và cái gì đó. Mặc dù là trời đang rất là nắng nhưng mà đi ở cạnh cái con suối này rất là mát, không khí rất là trong lành tuyệt vời. Đây chắc là một điểm cộng cho khu vực khác này. Tuyệt hả? Ok, tuyệt. Ok thì mọi người có thể thấy là đây là đường đi lên đến tình yêu và nó không phải là đường tự nhiên mà được đường nhân tạo, được xây dựng bằng đá tảng và xi măng. Còn đây có biển cảnh báo nguy hiểm, trơn trượt và khu vực nước sâu, nước xoáy và trẻ em dưới 8 tuổi thì cần phải có người lớn đi kèm. Ở bên này thì có một cái logo các giải kiếm được viết bằng tiếng Anh. Đây có một chiếc xe ngựa, một chiếc xe kéo nhưng mà lại không có vật kéo, không có ngựa. Được trang trí bằng hoa. Đây có lẽ là một chỗ để cho những người, những bạn nữ selfie. Ok. Ok, sau khi lên trên cao này thì chúng ta có thể thấy ở bên này có một số quầy bán đồ lưu niệm. Những cái vật thủ hoặc vật phẩm thổ cẩm của người dân tộc. Đây có thể là một cái số quầy hàng nếu mà chưa được bày bán và do nó chưa được hoàn thiện. Ở bên trên này là người ta sang những gì tôi đọc báo, đây là đường vào đền tình yêu. Tôi chưa vào đấy bao giờ, không biết là vào đấy nó có nhập việc hay không. Đây là một cái văn hàng bán đồ thuốc và đồ thổ cẩm của người dân tộc, cùng với lại một số cái gia vị và những cái đồ dùng truyền thống như măng khô này, tỏi ở gì đó, tỏi và đen ở đây. Ở đây có mật ong này, quả chó. Nói chung là chủ yếu là bán đồ lưu niệm thôi. Những gia đình hay là những đoàn tham quan nào mà khi đến thác Giải Yếm thì có thể dành chút thời gian và một chút tiền để mua những cái đồ lưu niệm này về để làm kỷ niệm sau này. Như mọi người đã thấy thì trên này cũng khá là tuyệt, tại vì cái khu vực bán hàng và khu vực đường đi du lịch cách nhau khá là xa, nó hoàn toàn tách biệt. Cho nên là khi những người đi du lịch, những người đi tham quan du lịch thì họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi các gian hàng. Tôi nghĩ đây là một cái gì, một cái động thái rất tích cực của khu thác Giải Yếm, khu du lịch này, bởi vì hầu hết các khu du lịch khác ấy mà chúng tôi đã đến tham quan thì những cái điểm bán đồ lưu niệm nó thường gắn liền với lại cái đoạn đường đi từ cổng vào đến cái điểm du lịch, nó sẽ làm mất đi cái vẻ đẹp và cái giá trị của cái con đường, không còn được cái vẻ đẹp thiên nhiên hoàn chỉnh nữa. Đây là một điểm cộng cực kỳ cao đối với tôi. Ok, dưới này thì cũng có một con đường nữa là để đường đi sang bên đoạn đường lên cầu kính. Như tôi thấy thì ở hồi lễ ở trên kia đó có một cái điểm đường ra cách 50m, thì có lẽ đây cái đường ra này. Tiếp theo chúng ta có thể thấy phía trước là cái cây cầu kính và...
Ok, như mọi người thấy không? Phía trước là đã đến cây cầu kính, là cái vườn hoa anh đào mà hồi nãy chúng tôi đã giới thiệu cho mọi người. Tôi nghĩ đấy là vườn hoang dại, nhưng mà chúng ta cứ lên tham quan xem trước, xem là có gì đặc biệt nhé. Ở bên kia là đi đâu ta? Lên thác. Ờ. Đứng gần lên thác. Đi lên thác này. Cầu kính, cái một số cái ô tô hình như là họ vẫn đang chuyển nốt những cái dụng cụ cố dùng để hoàn thiện lại cái khu du lịch này. Thì như mọi người biết đấy, là cái thời gian khai trương nó khá là gấp rút để hoàn thành xong việc nghỉ lễ 30/4, 1/5. Cho nên là khai trương hôm nay là toàn diện, nó chưa được hoàn toàn toàn diện, nó chỉ được khoảng 80%. Và ok, như mọi người đã thấy thì ở bên này họ có bán một số những cái món ăn dân tộc, cơm nam này, thịt cho các bếp đúng không ạ? Rồi bên này là gia vị, mật ong, tỏi, có cả mận nữa. Em ơi, đi qua sang quay hàng kia. Như mọi người đã biết thì mận là một món ăn đặc sản của vùng Tây Bắc, đặc biệt là Mộc Châu. Nếu mà mọi người có dịp lên đây trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 thì mọi người hoàn toàn có thể mua một cân mận ở bất cứ đâu, bất cứ một cái quán ăn nào ven đường của dãy Mộc Châu. Với những bạn nào mà đam mê những cái món đồ dân tộc ấy, thì ở đây tôi thấy họ có bán này, nỏ và tên. Những cái món đồ này có được liệt kê vào những món đồ nguy hiểm. Tuy nhiên là nếu mà các bạn chỉ mua về để trang trí trong nhà thì hoàn toàn có thể mua được tại đây. Nhưng mà sẽ khi sử dụng ấy thì sẽ bị hạn chế. Hình như đây là một cái nhà vệ sinh, nhưng mà người ta xây nó chưa được hoàn thiện, nhưng mà có vẻ là đã sử dụng được rồi. Chỉ có bên ngoài là người ta chưa hoàn thiện. Đây kia là cái cây cầu đúng không? Không, cây này là cây cầu đi từ thác, dẫn từ thác sang bên này. Đây là cây cầu mà đi từ trên đỉnh thác xuống để sang khu vực cầu kính. Còn ở bên kia có một cái máy vòm bằng đá. Theo nguyên lý bắt đầu thì các khách du lịch thì mua vé xong chúng mình sẽ leo núi đi lên trên thác này chơi, xong đi xuống thác, đi qua cây cầu này. Và đây là khu, nếu mà chưa có cây cầu kính thì đây là khu mua đồ và đi về của, theo nguyên lý là của họ thiết kế là như thế. Ok, vậy là hôm nay chúng tôi đi hơi bị ngược một chút. Còn như tôi đã thấy kia là có cái hình vòm được xây bằng đá tảng. Đây thì có lẽ là người ta chuẩn bị đào mận. Tuy nhiên tôi chưa thấy cây nó có sự sống lắm. Tuy nhiên là hoa anh đào đỏ và hồng. Một cái quầy bar gì đó. Tuy nhiên là nó vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Đây hôm nay thì mọi người mới chuyển đồ xuống để hoàn thiện lốt khu vực này. Ok, bây giờ bọn mình đã trở lại với đúng cái lộ trình của tuyến đường đi. Bây giờ bọn mình đã đến với lại cái điểm bán vé ở cây cầu kính. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ra đấy mua vé và lên trải nghiệm cây cầu kính ở trên kia nhé. Như tôi đã nói hồi nãy ở video thì do là chưa hoàn thiện 100%. Ở đây vẫn còn những cái điểm mà người ta bơm nước lên nhưng mà nó chưa được trong, vẫn đang bị đục. Bao nhiêu ạ? 300 mại ạ? Không khuyến mại gì? 100.000 một vé. Lúc sáng khuyến mại rồi, buổi chiều nay là bọn em bắt đầu. Thế sao cho lốt ngày đi? Cho lốt ngày luôn đi. Không lốt ngày đi. Cho 100 là... Chưa ăn cho nào? Hàng này chị mua đi. Chị ơi, chị cho em hỏi một chút là ở khu vực trên cầu kính ấy, thì lúc bọn em quay phim cái trên đấy hiệu ứng của nó có được rõ nét nào không? Nó có bị ảnh hưởng gì bởi cái đèn ánh sáng không? Rõ nét đấy. Em ơi, cho hai vé nữa. Tạm thời em cứ tin tưởng như vậy trước ạ. Rồi em định. Hai vé ạ? Ok, đây là vé để lên tham quan cầu kính. Nó có vé là trị giá là 100.000. Hồi nãy thì tôi cũng đã nghe bên
anh chị tiếp viên có nói là buổi sáng nay khi khai trương ấy thì họ đã có khuyến mại rồi, nhưng mà do buổi sáng có việc bận, buổi chiều bọn tôi mới đi được, cho nên là đành phải mua hả? Vé với giá 100.000 vậy. Okay, ở khu vực ngoài thì mọi người có thể thấy chỗ này nước bị chia cắt do điểm này là nước bị chia cắt do cái việc thi công cái cổng kính. Ở bên trên này thì nước rất là xanh, nhưng mà được xuống dưới kia từ chỗ người ta bắt đầu đào để cắm những cái cọc của cái chân cổng kính đầu tiên ấy, thì nước sẽ bắt đầu bị đục dần và chảy về đến kia là có một cái đập để ngăn nước. Sau khoảng từ 1 đến 2 tuần nữa bắt đầu vào từ 3 đến 4 ngày nữa bắt đầu vào cái dịp nghỉ lễ thì tôi tin là chỗ này nước nó sẽ ngập cao lên một chút và nó sẽ xanh lại. Tuy nhiên là cây phân đào là cây đào thật và bên dưới là cỏ nhân tạo. Khu vực này khá là hợp để chụp hình vào những cái dịp khá là thích hợp để chụp hình vào buổi chiều gần tối khoảng từ 6 giờ đến 7 giờ vào mùa hè. Thời gian đấy trời nó sẽ rất mát hơn. Còn bây giờ là 2 giờ chiều cho nên là thời gian nắng rất là gắt. Chúng tôi không thể dừng lại khu vực này để chụp hình được. Các nhìn sang góc bên phải của các bạn có thể thấy được cây cầu kính từ dưới nhìn lên. Bên này là khu vực đền tình yêu phải không ta? Theo những gì tôi đọc thì đây là khu vực đền tình yêu, là đường lên đường để rẽ lên cầu kính. Các bạn có thể thấy là có rất nhiều các cặp đôi đến đây để chụp hình và cũng có rất nhiều các anh chị các bạn trẻ đam mê phượt đến đây để tham quan và trải nghiệm vào ngày đầu khai trương của cái cổng kính. Ở bên kia, ở bên thác, chúng ta có thể thấy là có một đoàn du lịch khá là lớn, khoảng 20 đến 30 người. Họ sẽ bắt đầu đi theo lịch đúng lịch trình, không ngược lại như chúng tôi. Một lát nữa chúng tôi sẽ lên trên đấy và để trải nghiệm xem là đi từ trên thác xuống có gì đặc biệt hơn không. Đây là rồi, chúng tôi đã lên đến khu vực đền tình yêu. Có vẻ như là nó vẫn bây giờ chúng tôi sẽ nghỉ chân ở đây một chút rồi một lát nữa chúng tôi sẽ lên cung đình. Ok, bây giờ thì bọn mình sẽ phải đi giày vải, là giày của cầu đôi giày đặc biệt để giúp bọn mình đi trên cầu kính không bị bám bụi lại trên cầu. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi giày cùng với lại bạn Caramel. Ok. Ok, không đi đi. Thật sự nha, khi mà nhìn từ dưới kia lên thì nó không đáng sợ cho lắm đâu. Mà thật sự bước lên cầu, các bạn có phải là người sợ độ cao không? Nhưng mà người đã nói ở trên ảnh và video họ quay thì bảo là sao ở đây có vẻ là thấp, nhìn thấp, nhưng mà mọi người lên cái cây cầu này thì cực kỳ là cao. Các bạn ơi, đừng bao giờ nói ở đây thấp. Đây nha, mình có thể quay xuống cho các bạn xem. Tôi thực sự là nổi hết da gà lên rồi. Mọi người nhìn có thấy ghê không? Wow, thực sự nha. Thực sự đáng sợ. Đây là lần đầu tiên tôi bước lên một cái cầu kính và nó rất là cao, rất là khủng. Nếu là một người sợ độ cao thì tôi sẽ không dám bước lên cây cầu.
thực sự là tôi là một người không hề sợ độ cao, nhưng khi bước lên cầu này tôi vẫn cảm nhận được cái sự run sợ, cái sức gió của cây cầu, cái sức gió quá lớn. Cái cầu nó đang rung rinh trong gió. Nhìn trên xuống, nếu mà các bạn nhìn quá 3 giây cái cảnh nhìn từ trên xuống này, các bạn chắc chắn sẽ bị chóng mặt đấy. Đây, cho mọi người xem. Độ cao này tôi ước tính chắc cũng phải khoảng hơn 100m. Hơn 100m. Độ cao từ trên này nhìn xuống hơn 100m. Ok, bây giờ thì bọn mình sẽ đi trải nghiệm cái hiệu ứng đầu tiên. Như thấy đây là hiệu ứng kính vỡ. Và ở bên dưới là cá mập bơi. Ok, xuống là ghê. Thôi thôi, để cho họ đi hết đó. Mọi người nhìn này. Cái khu này nhìn sang nha. Nó bắt đầu nhìn vào cái khu suối nó đang chảy kia. Các bạn đã cảm giác khu suối nó gần như là không chảy. Và biết được là cái độ cao của cái cầu này nó cao đến mức nào rồi. Suối chảy rất xiết. Nhưng mà khi bắt đầu lên tôi đến đây, các bạn sẽ nhìn dòng suối nó không chảy, nó gần như không chuyển động. Và view ở trên này rất là đẹp. Tôi đang nói là cái view bên trái. Còn cái view bên phải nó chưa hoàn thiện. View ở bên trái nhìn qua rất là đẹp. Chúng ta có thể nhìn thấy góc bên phải là vườn đào. Đây kia là đầu của cây cầu kính lúc bọn tôi đi qua. Chúng tôi hiện tại đang ở giữa cây cầu. Và ở bên này có dòng suối này, cái cầu. Và chỗ kia là cái khu vực cái ba hay là cái gì đó mà họ chưa hoàn thiện, mà hồi nãy tôi đã nói rồi. Ở bên này là khu vực suối tự nhiên. Khu vực suối tự nhiên này rất là đẹp. Kia là thác, mọi người nhìn thấy thác không? Thác Đại Yếm này rất quen thuộc với mọi người. Ok, thì hồi nãy là chúng tôi có nhìn thấy một cặp vợ chồng vừa đi chụp ảnh cưới. Chúng tôi đã ghé chụp vài kiểu ảnh. Một lát nữa tôi sẽ gắn vào, tôi sẽ ghép vào cái video để cho mọi người xem nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cái hiệu ứng đầu tiên của cầu kính. Bắt cá rồi. Bắt cái vỡ rồi. Ui, chưa bước lên nó đã vỡ rồi. Wow. Ôi, âm thanh sợ cực kỳ luôn ý. Con cá là tay bật mình rồi. Nghe hiệu ứng kính vỡ. À, hiệu ứng vỡ nhau thì bước chân rồi. À, chúng ta bước theo. Con cá này đáng sợ ghê. Có rất ghê, nó rất ghê thích đoạn người. Giật mình. Thực sự luôn là tôi. Nó có một cái trải nghiệm gì đấy quá là đặc biệt đối với tôi. Lần đầu tiên tôi bước đi trên một cây cầu kính với một cái hiệu ứng đẹp như vậy. Rất là thật, âm thanh rất là sống động. Và ở đây là giữa cầu là một cái gì ta? Cái này nó giống như là một cái điểm. Cho mọi người check in. Cái gì tôi quên mất rồi, tôi đã định gọi đó là cái gì? Đó thì gọi đó là gì? Không có hiểu. Cái lan can đúng không nhỉ? Ok, bắt đầu quay lại nhé. Treo ấy, làm tôi treo ấy đi. Nó cứ rung ấy, xong còn gió mát mát luôn ạ. Rung ở dưới này. Các bạn sẽ cảm tưởng cái vị trí trên cao nhìn xuống, mà từ vị trí 100m nó sẽ cao lắm. Mấy môn nào nhìn trên xuống, trời ơi. Mọi người nhìn thấy không? Nhìn ghê không? Cảm giác tôi đứng trực tiếp là nó rất là chóng mặt. Những người nào yếu tim thì tôi khuyên là không nên đến đây. Bởi vì không chấp nhận được. Đáng sợ lắm. Trơn lắm. Nếu tôi là một người sợ độ cao và là một người kính này. Anh chụp đi. Cái kính này nó ra. Bắn ra cái nào em? Ôi anh ơi. Nếu em là một người sợ độ cao thì chắc chắn em sẽ không bao giờ không dám bước lên cái cầu này. Tao tim. Nhìn từ trên xuống dưới là nhìn thấy ghê rồi. Ngồi thấy kia có thể thấy là các hiệu ứng nó không có gì đặc biệt, nhưng mà khi bước lên trên này rồi em thấy là cái hiệu ứng vỡ kính kia nó thực sự đáng sợ, đáng gờm thực sự luôn. Thấy có hơn 30 hiệu ứng hiện tại anh em mình trải nghiệm có 1-2 hiệu ứng như vậy. Có lẽ là tối anh em phải cắm cờ đây. Tối. Chắc là mình phải cắm cờ tôi mua đồ ăn, bạn nào rảnh thì ship đồ ăn cho mình. Ship đồ ăn đến cho mình để mình ngồi đây để quay hiệu ứng. Cầu này bao nhiêu ngày? Cầu ở Trung Quốc à? Chào 51 người nha. Em không là làm chuyến sang Trung Quốc rồi. Ở Lai Châu đang là một cái cầu cao tương tự với ở Trung Quốc.
có hiệu ứng cao tương tự ở vách núi. Nó cảm giác mà nhìn từ trên ngồi từ dưới cái nhìn lên thì thực sự không có gì. Nó bắt đầu khi trực tiếp bước lên cầu cây cổ kính này, những bước đầu tiên ấy, thực sự ấy, hiểu rõ cảm giác sợ độ cao là thế nào. Quay 51 người nó xem, 62 người đã lên kinh vãi, nãy lên đến 68 rồi gì nữa. Ơ tôi có muốn tự nhiên cái hả? Thôi thôi kết thúc thế là spoil thế thôi. Nhanh lên. Đi vừa lồn bò đấy. Cứ nhảy nhảy như thế nhỉ, ghê như thế này. Mẹ sợ ơi, con sợ lắm. Nó đi một đi vòng đầu tiên thì thấy sợ, đi đi vòng lại phát thứ hai thì thấy đỡ. Không sợ chụp ảnh cơ người ta. Ui. Chưa. Ok, thì bây giờ chúng tôi đang ở giữa cầu. Đây là một cái lan can đã thiết kế theo hình hoa mai. Hoa mai hoặc là hoa đào gì đó. Đây là một địa điểm rất là tốt để các bạn check in. Nhưng tôi khuyên mọi người khi đến đây thì mọi người chỉ lên check-in ở bên khu vực bên trái. Còn ở bên phải thì do bên này người ta vẫn chưa thi công hoàn thiện. Và vẫn còn một cái số vấn đề của thi công cho nên là cái nước của cái dòng suối nó hơi bị đục một chút. Nó không phù hợp. Còn ở bên này thì việc thi công đó hoàn thành khoảng 80% rồi cho nên là cảnh rất là đẹp. Vào nhất là vào cái khung cảnh buổi chiều như thế này khi mà trời đã tắt nắng rồi ấy, thì các hiệu ứng nó sẽ rất là rõ ràng. Nó không bị ánh nắng làm mất đi cái vẻ đẹp của cái khu du lịch này, mà nó còn tăng thêm cái vẻ đẹp, cái vẻ huyền bí từ những cái góc tối và những cái bãi cỏ xanh. Nó sẽ phản chiếu rất rõ ràng. Ok, bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục ở bên kia là còn một cái hiệu ứng nữa. Tôi không biết nó là hiệu ứng gì, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm xem nó là hiệu ứng gì nhé. Wow. Thực sự mà nói nha, khi mà bạn đi ở trong đất liền ấy, khi bạn bước đi trên cây cầu kính ở trong đất liền ấy, nó có một cái cảm giác hoàn toàn khác khi bước đi trên cầu kính ở trên dòng suối. Bạn sẽ cái cảm giác như ở cầu kính nó trôi theo dòng suối ấy. Và nó thực sự là tôi rất sợ luôn. Rất nhiều bạn nữ dũng cảm hơn tôi, họ có thể bước đi phong phong trên cầu kính này, trong khi điều đó tôi làm không thể được. Có. Hiện tại là cái cầu này là đang bị gió thổi rung. Vừa rồi là một cơn gió các bạn ạ, nó làm rung cái cầu kính. Cái cây cầu kính này là cây cầu kính dạng dây. Dạng cầu treo. Cho nên là khi cơn gió mạnh thổi qua ấy, thì nó sẽ làm cái cầu kính hơi rung rinh một chút. Là như thế, những cái bạn nào mà có tiểu sử bệnh tim hay là bị mắc cái chứng khó kiểm chế cảm xúc thì không lên lên đây vào những ngày gió lớn. Tại vì một đợt gió bất ngờ có thể làm các bạn lên phát có thể là các bạn xuất hiện triệu chứng của bệnh tim rất nguy hiểm. Okay. Bây giờ chúng ta cuối cùng của cây cầu. Đây là đầu ra của cây cầu. Đây là cái nền hiệu ứng trước cây cầu, trước khi ca. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm hiệu ứng này nhé. À, cái hiệu ứng này thì nó lại không phải là một cái hiệu ứng kiểu dạng mạo hiểm hay là quá đặc biệt như hiệu ứng cá bập và kính gỡ bên kia. Âm nhạc hương thương. Và hiệu ứng này là hiệu ứng hoa lở trên mỗi bước chân. Có nghĩa là mỗi bước chân mà chúng ta đi qua thì sẽ có hoa lở bên dưới. Nó khá là tuyệt để kết thúc một chuyến đi. Một chuyến đi đáng sợ kết thúc bởi những bông hoa. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến đền tình yêu. Ok, nhưng mọi người thấy sau lưng tôi là đền tình yêu. Để bước lên đền tình yêu, chúng ta sẽ bước lên một những bậc than của chuông phủ đỏ. Là một màu biểu tượng cho tình yêu. À, ở phía trên này có một đôi là hai chị đang chụp ảnh cưới. Quả là một địa điểm rất là phù hợp để chụp ảnh cưới. Một địa điểm mà cây cầu kính nói về tình yêu và có cả đến tình yêu, thác Dải Yếm. Rất là tuyệt. Là một điểm đến rất là thú vị để các bạn. Và thú vị để các bạn để luôn, 1, 2, 3 này. Lưu giữ lại những gì hạnh phúc trong cuộc đời mình. Ok, đây là đền tình yêu như mọi người đã thấy. Rồi, nào, 1, 2, 3 này. Anh chị đang chụp ảnh cưới. Ok, bây giờ đang vào trong đền tình yêu thì có gì nhá. Đây là
kiến trúc ở bên trong đầy tình yêu. Nó được thiết kế dạng là cột trụ và mái vòm. Bên trong là có bút tiền cầu nguyện và chụp hình vững ước. Được xung quanh trang trí bởi các vị thần tình yêu, người đã cam kết tình ái cũng như là các thiên thần đang gửi những hương gió tặng mọi người. Là gương tình yêu, gương check in. Đây là gương tình yêu để dành cho các đối check in. Để có camera. Tôi không hiểu camera đấy để làm gì. Ở phía trên này được thiết kế ra dạng hình vòm và có một quả bóng bay ở trên kia. Đây là miệng một quả bóng bay mắc kẹt trên này. Ok, vậy là cái đèn tình yêu được thiết kế với hai cửa thông khá là mát. Dạ, đèn tình yêu. Đèn tình yêu á? Vâng. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ lên với thác Giải Yếm, một địa điểm quen thuộc của Mộc Châu thôi. Thác Giải Yếm. Chúng ta bắt đầu đến với thác Giải Yếm khi bước qua đèn tình yêu và đi lên một chiếc cầu thang. Vâng, tiếp tục là màu đỏ. Nó lại là một cái màu quá đặc trưng của cây tình yêu. Như quý vị đã thấy ở bên này, đây là cái đường cũ xuống khác thì cũng rất là đẹp. Nhưng hôm nay đã được bắt đầu đi theo cái khu vực đường mới mà họ đã mở khai mở trước khi hoàn thành cái điểm du lịch Cầu Kính. Okay. Chúng ta sẽ đi trên này xuống và các bậc thang khá là cao. Đó. Nó bắt đi phù hợp cho người lớn, không dành cho trẻ nhỏ. Rất là thấp. Những gì chúng ta thấy, thác Giải Yếm một địa điểm quá quen thuộc đối với chúng ta, những người ở Mộc Châu. Luôn luôn là như vậy. Thác Giải Yếm thơ mộng luôn nằm ở đây, không bao giờ đi đâu quá xa cả. Có lẽ tôi sẽ chẳng cần nói gì nhiều về thác Giải Yếm nữa. Cái sự đơn sơ mộc mạc và cái nét quyến rũ riêng của nó, nó luôn nằm sâu, nằm gọn trong tiềm thức của mỗi con người Mộc Châu chúng ta. Ok, vậy chuyến tham quan cầu kính tình yêu của chúng tôi tại địa điểm thác Giải Yếm, cầu kính 5D đầu tiên tại khu vực Việt Nam xin kết thúc tại đây. Nếu quý vị thích thì đừng quên để lại một like, subscribe channel của tôi và cũng đừng quên để lại comment xem là chúng tôi nên làm gì tiếp theo và gặp lại bạn. Ok, cái buổi tham quan khu du lịch thác Giải Yếm và cây cầu kính Mộc Châu của chúng tôi sẽ kết thúc vào ngày hôm nay. Nếu quý vị thích đừng quên để lại một like, đăng ký kênh của tôi và đừng quên để lại comment xem là chúng tôi đang làm gì và video tiếp theo. Ok, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.